Về cái quy trình để tìm kiếm khách hàng thì chúng ta có những cái quy trình sau. Về cái quy trình tìm kiếm khách hàng thì tôi sẽ chia sẻ với anh em có 5 cái bước mà để anh em tìm kiếm được cái khách hàng hiệu quả và tối ưu về cái thời gian cũng như chi phí tiền bạc của mình. Thứ nhất đó là bước thứ nhất đó là chúng ta phải hiểu cái khách hàng của mình là ai. Thứ hai đó là khách hàng đang ở đâu. Ví dụ là người ta thực tế đang ở cái khu vực nào chẳng hạn, hay đi đến những cái tụ điểm nào ăn chơi chẳng hạn, tụ tập chẳng hạn. Ở trên internet thì họ hay vào cái hội nhóm nào, hoặc họ vào những cái kênh nào người ta xem. Ví dụ người xem ở YouTube, họ xem web chẳng hạn, hoặc cộng đồng. Và khách hàng họ tìm kiếm cái điều gì. Ở tiếp đó là cái bước 3, đó là nhu cầu khách hàng. Và chúng ta phải hiểu được biết họ điều mong muốn điều gì. Thứ 4 đó là tiếp cận khách hàng. Tiếp cận thì chúng ta phải dùng đa kênh và chúng ta lựa chọn và phân tích và đánh giá ra cái kênh nào hiệu quả nhất. Cái thứ 5 chúng ta sẽ sử dụng những công cụ để hỗ trợ cho cái công việc của chúng ta nó nhanh hơn và hiệu quả hơn. Một số cái công cụ các bạn có thể tham khảo: email, Zalo, Facebook, web. Xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian và lắng nghe video của tôi. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh môi giới bất động sản, mua bán và cho thuê bất động sản dòng tiền, tư vấn đầu tư bất động sản cho thuê, sản xuất thi công nội thất, thiết kế nội thất bất động sản cho thuê, thiết kế kiến trúc bất động sản cho thuê, thi công xây dựng. Bạn hãy đăng ký ngay kênh để nhận được những video mới nhất từ tôi.